để trong đó đó. Đó là không có hàng thử. Trước đợt bùng dịch thì tôi có về về đây thì cũng được cán bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà. Nói chung ra là sức khỏe tôi cũng bình thường, không có gì hết. Từ cái ngày mà đi xét nghiệm tới bây giờ về tới nhà thì tụi tôi cách ly tại nhà, không có đi ra ngoài đường, không đi ra chợ búa này kia, không có tiếp xúc với ai. Thì trước tiên là tôi cũng cảm ơn, chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm đã quyên góp quà cho gia đình. Thời gian đó là cách ly thì mình cũng biết là cái việc đi lại thì nó gặp khó khăn cho gia đình, nhất là các cái đối tượng bị cách ly thì không thể ra ngoài. Chính vì vậy thì cái việc chia sẻ này nó đáp ứng được cái yêu cầu hết sức là bức thiết. Trong thời gian qua thì chúng tôi đó là phân công trong cái mặt trận và các đoàn thể phối hợp với cái ban trị sự đó, thì chúng tôi tuyên truyền vận động rộng rãi trong và ngoài xã, nhất là các cái mạnh thường quân có điều kiện để hỗ trợ các cái nguồn kinh phí. Rồi ai có tiền thì hỗ trợ tiền, ai có quà vật gì đó thì hỗ trợ, để rồi chúng tôi phân phối ra để đến từng gia đình để chia sẻ cho các cái hộ.